Xin chào tất cả em học sinh yêu quý, tiếp theo đây thầy sẽ đi vào chữa bài tập số 8 sách giáo khoa ngành lớp 12 trang 93 nhé em nhé. Bài 8 này thì là viết phương trình mặt phẳng alpha tiếp xúc với mặt cầu S và song song với hai cái đường thẳng D và D phẩy người ta cho trước ở đây nha em nhé. Thế bây giờ để làm bài tập này thầy sẽ giải đáp cụ thể như sau này. Thì ở đây thầy đã viết ra cái hai cái đường thẳng D và D phẩy cũng như là phương trình mặt phẳng S mặt cầu S rồi. Thì bây giờ nhá, các em sẽ thấy này. Mặt phẳng alpha song song với cả D và D phẩy thì các em sẽ suy ra được cho thầy là gì? N tức là pháp tuyến của mặt phẳng alpha sẽ bằng tích có hướng của UD và UD phẩy nhá các em nhá. Đấy, bởi vì D và D phẩy song song với cả alpha thì tức là UD và UD phẩy là chỉ phương của mặt phẳng alpha các em nhá. Thế nên là tích có hướng hai chỉ phương thì được một vectơ pháp tuyến, được chưa các em? Sau đấy thì mình sẽ sử dụng cái này và tìm khoảng cách đến mặt cầu S này và cho đúng bằng R nhá. Thì mình sẽ có là D từ gì mặt phẳng alpha đến gì đến tâm Y ấy, tâm Y của mặt cầu S thì nó phải đúng bằng R. Đó, thì mình sẽ sử dụng đẳng thức này và sẽ tìm được phương trình mặt phẳng alpha cho em nhé. Thì bây giờ thầy sẽ đi làm vào cụ thể này. Đầu tiên là thầy sẽ phải xác định UD. UD ở đây thì các em sẽ có là bằng 2 trừ 32. UD phẩy ở đây thì sẽ bằng là gì? 3 trừ 2 và 0 nha các em nhé. Rồi, như vậy các em suy ra được cho thầy pháp tuyến của mặt phẳng alpha thì sẽ bằng tích có hướng của UD và UD phẩy. Và cái này thì bằng này, các em sẽ lấy định thức cho thầy nhá. Trừ 32 trừ 20 này. 20 này. 23 này. 2 trừ 3 này. Và 3 trừ 2 này. Rồi cái này em nhầm. Các em chú ý là đi viết cái định thức này thì các em viết thật là cẩn thận nhá. Vì nếu mà các em nhầm định thức thì chắc chắn là bài toán của chúng ta sẽ bị sai đấy. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ có cái đầu tiên là bằng 4 này. Cái tiếp theo là bằng 6 này. Cái cuối cùng thì ở đây chúng ta sẽ được bao nhiêu đây? Trừ 4 mà lại cộng với cả 9 đúng không? Trừ 4 mà cộng với 9 như vậy được 5 này. Được chưa các em? Được rồi, như vậy là chúng ta có n của alpha như này rồi thì các em sẽ suy ra được ngay cho thầy là gì? Vậy thì cái mặt phẳng alpha này sẽ có dạng là 4x cộng 6y cộng 5z và cộng với một cái hàng số d này bằng 0 nhá. Thì d này mình chưa biết, thế nhưng mà bây giờ mình sẽ dựa vào cái này nhá. Đây, cái khoảng cách từ y đến alpha bằng r này để tính nhá em nhá. Thì làm sao để tính được? Thì đầu tiên là chúng ta phải gì? Xác định tâm và bán kính của cái mặt cầu S này trước này. Thì ở đây các em có này, S này của chúng ta là cái gì đây? X bình phương cộng y bình phương cộng z bình phương trừ 10x cộng 2y cộng 26 lần z cộng 170 thì bằng 0. Thế thì ở đây nhá, đơn giản các em tạo ra thành bình phương cho thầy nhá. Thì cái này là x trừ 5 tất cả bình phương này cộng gì? Y cộng 1 tất cả bình phương này cộng là gì? Z cộng 13 tức là bình phương. Rồi thì cái này bằng này. Bây giờ các em trừ đi cho thầy nhá. Cái này là bằng đúng 25 luôn các em ạ. Các em thêm bớt vào thì nó sẽ ra được như này nhá. Từ đây thì các em sẽ suy ra được cho thầy là tâm Y này thì sẽ là 5 trừ 1 13 trừ 13 và gì R ở đây thì sẽ bằng 5 nha các em nhé. Rồi bây giờ mình áp dụng vào đây thôi. Mình áp dụng vào thì mình sẽ có này. Khoảng cách từ Y đến mặt phẳng alpha. Công thức rồi. Từ Y đến mặt phẳng alpha sẽ bằng chỉ tuyệt đối này. Các em thay tọa độ điểm Y lên trên như vậy nó sẽ bằng 4 nhân 5 cộng 6 nhân trừ 1 cộng với cả 5 nhân trừ 13 cộng D trên cho căn bậc 2 của 4 bình cộng 6 bình cộng 5 bình nha các em nhé, bằng cái này. Rồi bây giờ các em bấm máy tính ra cho thầy thì cái này nó là các em sẽ có được là D trừ đi 51 trên cho căn 77 các em ạ. Đấy. Căn 77. Mà cái này thì các em thấy nó bằng R nhưng mà cái này bằng 5 được chưa các em? Cái này bằng 5 nhá. Từ đấy thì các em suy ra cho thầy được là gì? D trừ đi 51 thì sẽ bằng là 5 căn 77.
Được chưa các em? Như vậy đến bây giờ thì các em sẽ suy ra được là gì? Hoặc là gì? D trừ đi 51 sẽ bằng 5 căn 77 này. Hoặc là D trừ đi 51 sẽ bằng là gì? Trừ 5 căn 77. Và cái này thì em sẽ có là D hoặc là sẽ bằng là 51 cộng 5 căn 77. Hoặc là D bằng 51 trừ 5 căn 77 nha em nhé. Được chưa? Rồi đến đây thì các em sẽ suy ra vậy sẽ có hai cái mặt phẳng alpha thỏa mãn này. Alpha 1 thì nó sẽ bằng là gì đây? Thầy sẽ ghi là alpha 1 nhá. Alpha 1 thì nó sẽ bằng, các em thay lên đây thôi, 4x cộng 6y cộng 5z cộng 51 cộng 5 căn 77 bằng 0. Đây là mặt phẳng alpha 1. Mặt phẳng alpha 2 thỏa mãn là 4x cộng 6y cộng 5z cộng với cả 51 trừ đi 5 căn 77 bằng 0. Được chưa em? Thỏa mãn yêu cầu bài toán này. Được chưa? Như vậy bài này có hai cái đáp số cho các em nhé. Rồi, thầy sẽ kết thúc bài tập số 8 ở đây.